nay mình lại quay lại đây mình giới thiệu với các bạn về những cái dòng Thunder. Thì lúc trước mình đã từng review về những dòng Thunder như One, của đó thì dòng Thunder cho em bé. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng những cái dòng Thunder dành cho thợ lốc chuyên nghiệp, là những dòng Thunder không có dây. Thì dành cho chuyên nghiệp đa số mọi người thích có dây, nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn những dòng Thunder không có dây. Thì đây là những dòng Thunder hôm nay mình sẽ giới thiệu bằng 2, 4, 5 dòng Thunder không có dây nha các bạn. Thì đầu tiên mình xin giới thiệu cho các bạn một con Thunder Block T6. Mã con này là T6 nha các bạn. Dòng Thunder Block, dòng Thunder không có dây, rất là Block T6. Thì dòng Thunder này giờ có giá là 580 ngàn, bên mình đang sale với giá 580 ngàn. Nên nhớ cái dòng Thunder này không có dây, dành cho chuyên nghiệp hớt tóc, chuyên nghiệp hớt tóc. Bây giờ mình sẽ đọc hộp thử dòng T6 này cho các bạn xem ha. Trong này là sổ hướng dẫn và phiếu bảo hành. Thì tất cả những dòng to, dòng Thunder bên mình đều bảo hành 12 tháng các bạn, và bảo trì trọn đời luôn. Sau 2 tháng hết thời gian bảo hành, có hư thì bên mình sửa cho các bạn với giá rẻ nhất thị trường. Thì các bạn cứ lên cái trang product.vn hoặc đi sigoi.com thì các bạn tham khảo nha. Thì khi mua một bộ sản phẩm như thế này thì có đầy đủ luôn nha các bạn, Thunder. Đây là cái đuôi sạc này, đuôi sạc này các bạn, dầu, cái dầu, dầu bôi trơn, chúng ta gieo bôi trơn. Đây cọ, ở đây là cử, cần có hai cái cử, đuôi sạc. Và để giờ mình tháo thử cho các bạn mình xem ha, tôi gửi lại cho các bạn xem như thế nào. Đây, đây là cái cô đó, rất là đẹp, rất là mạnh. Chặt bài còn hai không? Đó là bài. À, các bạn nghe tiếng máy nha, tiếng máy nó rất là êm. Dòng công đơ này, đây là dòng công đơ có dây nhưng mà hớ rất là êm, máy rất là mạnh, lưỡi thì nó cũng rất là bán, nó không bị cùng á, để bán. Và cho dù có bị cùng thì qua cứ mang con mình bảo hành của mình sẽ mài cho bạn miễn phí nha. Đây là mình ra, mình đẹp quá đúng không bạn? Đây, mình sẽ đặt đi. Sau đó có một cái nút nè các bạn, đây là cục pin nữa nha. Đó, nút ra. Trong quá trình mình xài nó có hai cục lắm, nên quá trình mình xài một cục này á nó hết rồi đúng không, mình đi xài mình để cục khác vô mình xài nè các bạn. Đó, các bạn thấy ra nè, ăn nút như là nút này nè. Đó, xong rồi ra mình xài rất là tiện đúng không. Nếu các bạn có sợ là nó hết pin phía trường có đi xài không sao, nó có hai cục pin nè, pin sức cua nè. À, các bạn nhớ nha. À, rồi bên mình nói luôn, mình xin nhắc lại dòng Thunder Block T6. Hiện giờ bên mình có giá là 580 ngàn, bên mình đang sale với giá 580 ngàn. T6 580 ngàn các bạn. Ha, họ không có thấy sự chi tiết nữa rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi qua một dòng khác. Các bạn nhớ nha, dòng T6 580 ngàn, mã nó là T6. Nếu các bạn thích, các bạn cứ đến đi sử dụng Discord hoặc là của đó cái VN nó cái mã này thì nhân viên đó sẽ có cái bài kỹ hơn nữa. Và một dòng Thunder tiếp theo để mình chọn mình đây, một phiên bản mới, một phiên bản của T8.
cô đốt T8. Vừa đầu làm giới thiệu về T6, nó là T8. Và thấy chưa? Màu vàng. Thấy là sự khác biệt đó. Vàng. Yeah. Tất cả về máy được sức mạnh hơn. Thì dòng T8 này giờ mình đang sale với giá là 680.000. Bây giờ mình bỏ dòng T8 cho các bạn xem nha. Trong đây là cái video này nó sẽ gắn hơn lên dòng T8 đàn anh của T6 đàn em của T6 con là hai cửa luôn kia. À, giờ mình lấy máy là T8 thôi tìm thử như thế nào nữa rồi. T8 này á, bởi vì nó không có một pin Seco á, bởi vì sao? Bởi vì á, nó pin trong này rất là lâu, xài lâu hơn T6 nhiều, đó là một sự cải thiện. Lúc ngủ nằm ngay ở ngoài, chứ không phải nằm ở trên, đó là chỉ điều chỉnh thôi. Ở lúc ngủ nằm này nọ, còn thấy không? Các bạn nghe máy chạy rất là êm, lưỡi nó bán lắm nha, chứ nó không có lục đâu. Nếu các bạn thích mẫu T8 hoặc T6 này á, thì các bạn có thể đến ba cửa hàng ở dưới này, địa chỉ mình để ở dưới ba hệ thống ba cửa hàng của mình ở Thủ Đức, quận 3 và Âu Cơ, quận Tân Phú nha các bạn. Các bạn cứ test đến đó, test tận tay để có những cái món hàng tốt nhất, những cái đồ bảo hành ok nhất và giá cả phù hợp với các bạn. Bên mình có gì vào sản phẩm đó, và đây là dòng T8 này. Rồi, giới thiệu xong T8, mình sẽ giới thiệu qua một dòng khác nha các bạn. Mình sẽ giới thiệu qua một dòng tiếp theo. Đây là dòng Godot 558. Đây, dòng Godot khá là chuyên nghiệp, 558. Mình thấy không? 558. Thì dòng 558 này về bên mình có giá là 400.000 đồng nha. Cô đó 558 bên mình có giá là 400.000 đồng. Thì bây giờ mình sẽ đặt họ thử chiếc 400.000 đồng của các bạn xem nha. Đây là dòng của đó 558. Đó, bóng điện có cử tất cả mọi thứ hết. Hai cái cử cọ vào bôi trên cái cục sạc. Dòng của đó 558 này thì có màu sắc khá là thanh nhã và đẹp, nhìn cũng rất là chuyên nghiệp và quạt. Nhìn chẳng thua kém gì những cái dòng nước ngoài như quá đẹp luôn các bạn. Đó đẹp lắm. Nè thiết kế nè, các bạn thấy thiết kế không? Cầm vừa tay nè, để cho mình cầm nè. Sạc nguồn nữa, cũng dễ nè, sạc cầm cầm nè. Rất là đẹp. Quá đẹp luôn á. Đó. Đây dòng của đó 558 thì giao với mình có giá là 400.000 đồng, chỉ 400 thôi. Là các bạn sở hữu một cái động cơ chuyên nghiệp, không dây, máy mạnh, lưỡi bán, với chế độ bảo hành 12 tháng bảo trì trọn đời.
quá nên nhiều thuận tiện cho bạn đúng không? Và ngoài ra mình còn cái bánh thêm lưỡi cửa các đầu là thứ. Anh là dòng đó 558. Thì bây giờ mình giới thiệu cho các bạn cái này đó. Nếu các bạn muốn mua thì các bạn đến qua cửa hàng của mình để địa chỉ ở dưới, các bạn test ha. Rồi bây giờ mình xin giới thiệu cho một dòng khác, đó là 530. Rồi 58 giờ 530. Đây, dòng này thì có giá khá là rẻ, chỉ 320 thôi. Nhưng mà tuy nó giá nó hợp lý thì do bên mình sale thì con này giá cũng khá ok. Thì để mình đọc một chiếc đây, 530 con đơn 530 này, thấy chưa? 530 thì những cái dòng mà đi về số 5 này á, thì ra số có màu rất là đẹp, màu bạc, màu bạc. Cơ rất là mạnh. Thấy không? Động cơ rất là mạnh đúng không ạ? Cái nguồn mẫu mã thiết kế rất là đẹp, vừa tay cầm của mình nè, vừa tay các cậu nữ thì rất là đẹp, nữ đẹp khá là bén. Hôm nay mình review thì các bạn có thể tới test thử. Và các bạn mua và dùng thì các bạn sẽ cho mình những comment ở dưới về những dòng này nha, sao nha. Rồi, đây là dòng của đó, 530. Thì giờ bên mình có giá là 320. Chỉ 320 ngàn thôi, 530, 320. Chỉ đồ đó à, 12 tháng. Bây giờ mình đi qua cái dòng tiếp theo, dòng cuối cùng đó là con cô đốc 536. Thì dòng 536 này giờ có giá bên mình á, tại cô đốc .vn hoặc là bcg.com á, thì mình đang sale với giá là 350 ngàn, chỉ 350 ngàn thôi các bạn. Đi đâu á các bạn á, mua với cái giá nào á mà rẻ hơn 350 ngàn thì đó không phải là hàng thật chính hãng mua đó đâu. Còn nếu các bạn mà mua giá mắc hơn thì do các bạn mua bị vú rồi. Tôi mình đi bán một cái giá của mình là học về tôi lo cái gì đây này, 536 có giá là 350 ngàn. Dòng 536 này thì màu sắc khác nhau. Về thiết kế thì mình thấy theo mình nhận diện thì thấy nó cũng không khác gì lắm, nó chỉ nhỏ hơn gọn một chút xíu, đâu chút xíu thôi chứ gọn nó cũng không khác gì lắm. Nhưng mà về màu sắc thì nó khác, cái lúc buồn này nó cũng khác. Đấy, tuy nó dòng bóng đơ không dây nhưng mà nó rất là mạnh. Nhiều người Việt Nam mình nó xài, nó thích xài dòng có dây, nhưng mà động cơ nó mạnh. Nhưng mà ngược lại thì bây giờ nó ra nhiều mẫu động cơ á, tuy không có dây mà động cơ nó cũng mạnh hơn như dòng động cơ có dây rất là nhiều. Nè, đây là dòng động cơ 536 có giá là 350 ngàn tại Cudoc.vn hoặc là DCR.com. Còn nếu các bạn thích những cái mẫu động cơ chi nhiều nào từ nãy mình giới thiệu á, giới thiệu 5 mẫu á, thì các bạn có thể đến với ba hệ thống cửa hàng của mình phía dưới, đó là Phú Đức, quận 3 và Tân Phú. Địa chỉ cho mình để dưới ha. Còn không thôi thì các bạn cứ comment trực tiếp trên kênh YouTube của mình hoặc là trên fanpage hay số hotline, thì bên mình sẽ có một phần tư vấn thêm cho các bạn muốn biết gì thì bên mình sẽ tư vấn thêm nha. Rồi, rồi là thì mình cũng đã giới thiệu rất là nhiều về những dòng động cơ chuyên nghiệp cho các bạn có vì sự lựa chọn. Thì mình đã giới thiệu rồi. Thì nếu các bạn thích, các bạn hãy đến với hệ thống cửa hàng của mình và test tại chỗ, mua là phải kiểm tra hàng, bên mình bảo đảm uy tín và chất lượng. Và hẹn gặp lại các bạn ở một chương trình lần sau. Mình sẽ giới thiệu cho nhiều loại động cơ hơn nữa. Bye bye.